xin giới thiệu đến quý vị khách hàng. Hôm nay bên em đã lắp ráp xong hai mẫu bàn thờ ông Địa, bàn thờ ông Thần Tài, rất là đẹp nha quý vị nha. Hôm nay em quay trực tiếp đây là hai bàn thờ này là kích thước giống nhau, cao là 1m09, sâu là 68, rộng 81. Đây, hôm nay em quay trực tiếp quý vị xem. Rất là đẹp. Bên em đang sản xuất là bên sau lưng của bàn thờ ông Địa quý vị nhá. Đây là bên hông quý vị. Hôm nay em quay trực tiếp tại đây thôi, là nếu quý vị có nhu cầu đặt bàn thờ ông Địa của Cẩm Lai cao cấp thì xin liên hệ bên em để bên em được tư vấn và giá cả hợp lý nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị video clip sau nhé. Xin chào.